tại sao bây giờ càng ngày càng nhiều người đàn ông ngoại tình, mà nhất là đàn ông vậy hả chị? Em ơi, đúng rồi em nhá, càng ngày càng có nhiều phụ nữ trở nên bất hạnh. Nhưng mà chưa hẳn là do đàn ông đâu, mà do những thói quen của chính phụ nữ. Khi mà ở nhà thì chanh chua hơn chồng, nhưng mà khi đi ra ngoài lại nhỏ nhẹ ôn nhu với người khác. Chị ở nhà thì lại lôi thôi luộm thuộm, nhưng mà khi đi ra ngoài thì lại xinh đẹp lồng lộn. Cái đẹp thì phô diễn cho người bên ngoài ngắm, còn cái xấu ấy thì lại đập vào mắt chồng xem. Tại sao người đàn ông hay ra ngoài tiệm phở, hơn ai hết thì chính phụ nữ là người hiểu rõ nhất. Vì vậy theo Phương, đã là vợ chồng thì hãy luôn dành những thứ đẹp đẽ nhất dành cho nhau. Một người vợ hiểu chuyện, tự chủ, biết lo cho gia đình, biết chiều chồng. Còn một người đàn ông thì hãy đủ bản lĩnh để lo cho vợ con, và nhất là phải khỏe trong chuyện ấy. Ở đây có anh em nào cảm thấy mất tự tin về phong độ của mình trong chuyện ấy, thời gian quá là nhanh, hoặc là độ cứng không ổn định, hoặc là kích thước quá là khiêm tốn, thì hãy kết nối với Phương sẽ chia sẻ bí kíp cho các anh nhé.